Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo ở trong cái quyển khoa tự nhiên lớp 6 bộ cánh diều nhé. Cái chủ đề 2, bài số 4 là đo nhiệt độ. Thực ra ở cái bài đo nhiệt độ này thì ở đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái dụng cụ để đo nhiệt độ và cái nguyên tắc khi chúng ta đo nhiệt độ thì chúng ta sẽ dựa vào cái nguyên tắc gì để chúng ta có thể đo được nhiệt độ. Nhưng mà cái bài này thì người ta sắp xếp vào cái bài số 4 thì cô có thể là thấy là hơi sớm. Nếu như mà cái bài này nó được sắp xếp sau cái bài các em học cái sự giãn nở vì nhiệt của các cái chất rắn lỏng khí ấy, cụ thể là của chất lỏng, thì sau cái bài giãn nở vì nhiệt thì các em mà học cái bài về đo nhiệt kế thì có vẻ nó phù hợp hơn. Đấy là theo cái nhận xét cá nhân của cô là như vậy. Bởi vì là cái phần nhiệt kế này này, nguyên tắc của nhiệt kế thì nó sẽ dựa vào cái sự là gì? Giãn nở vì nhiệt của chất lỏng. Đấy, cụ thể như thế nào thì lát nữa cô sẽ nói qua cho các em. Mà thực ra cái phần giãn nở vì nhiệt của chất lỏng thì trong chương trình vật lý lớp 6 thì cũng có học. Đấy. Nhưng mà sau khi các em học cái bài đấy thì các em học cái bài nhiệt kế thì có vẻ là nó sẽ hợp lý hơn cho các em để các em có thể nắm bắt được cái hiện tượng nó rõ hơn. Tuy nhiên thì theo cái chương trình cải cách người ta lại đẩy cái bài đo nhiệt độ lên trước, thì hôm nay chúng ta vẫn cứ học theo cái bài đo nhiệt độ nhá. Chúng ta có ba cái cốc ở đây này. Sau bài học thì chúng ta nắm được những cái này thì lát nữa chúng ta sẽ xem thử sau bài học chúng ta nắm được cái gì. Còn ở đây đầu tiên là chúng ta có ba cái cốc như hình 4.1 ở đây. Các em nhìn cho cô hình 4.1. Chúng ta có cốc đựng nước lạnh này. Nước lạnh tức là nước mà chúng ta cho thêm đá vào đấy. Được chưa? Chúng ta có nước nguội này và nước nóng. Và nước nóng thì các em thấy nó có hiện tượng đang bốc hơi, bay hơi lên như thế này đúng không? Vậy theo em, trong cốc B đây có ba cốc như này. Theo em, nước trong cốc B nóng hơn nước trong cốc nào và lạnh hơn nước trong cốc nào? Như vậy, nước ở trong cốc B này thì nó sẽ nóng hơn so với nước ở cốc A. Nóng hơn so với nước ở cốc A. Đúng không? Nhưng mà nó lại lạnh hơn so với cái cốc C. Đấy, nước trong cốc nào có nhiệt độ cao nhất thì chúng ta sẽ trả lời là cốc C có nhiệt độ cao nhất này. Và cốc A sẽ có nhiệt độ là thấp nhất, có đúng không? Cái này là bằng cái những cái thực tế, bằng chúng ta quan sát ở thực tế mà chúng ta có thể trả lời được các cái câu hỏi này. Nó cũng đơn giản chứ nó cũng không phải là khó. Vật lý thì nó thường gắn liền với các cái hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ trả lời là cốc B này thì nó sẽ nóng hơn cốc A. Và cốc B này nó sẽ lạnh hơn so với cốc C. Câu đầu tiên các em sẽ trả lời cho cô. Ta có cốc B thì nó sẽ nóng hơn cốc A. Đấy, cốc nước B sẽ nóng hơn cốc nước A. Bởi vì là trong nước A thì trong cái cốc A này thì nó đựng nước đá. Nước đá thì nhiệt độ nó sẽ thấp hơn. Nhiệt độ thấp hơn, như vậy là trong cốc A nó sẽ lạnh hơn. Cốc A lạnh hơn thì cốc B sẽ nóng hơn cốc A. Được chưa? Và cốc B thì nó sẽ lạnh hơn cốc C. Vì cốc C đựng nước nóng mà. Cốc C này đựng nước nóng, còn cốc B này thì đựng nước nguội. Như vậy chắc chắn là cốc B nó sẽ lạnh hơn so với cốc C. Nước trong cốc nào có nhiệt độ cao nhất? Như vậy chúng ta sẽ có là cốc C sẽ có nhiệt độ cao nhất. Nước trong cốc C có nhiệt độ cao nhất. Và nước trong cốc A thì có nhiệt độ là thấp nhất. Nước trong cốc A có nhiệt độ thấp nhất. Đây là câu hỏi đầu tiên, hướng dẫn cho các em trả lời cái phần câu hỏi đầu tiên. Đấy. Cô
Cô nhắc lại cái câu trả lời như sau. Ở cốc B thì nó sẽ nóng hơn so với cốc A, nhưng cốc B thì sẽ lạnh hơn so với cốc C. Nước trong cốc C sẽ có nhiệt độ là cao nhất và nước trong cốc A thì có nhiệt độ là thấp nhất. Bạn nào chưa xong thì các bạn có thể dừng lại để các bạn xem kỹ hơn cái phần này. Sang cái phần nhiệt độ và độ nóng lạnh. Chúng ta đã biết rằng cái độ nóng hay lạnh của một vật thì đã được xác định thông qua nhiệt độ của nó. Vật nóng, nếu như mà vật nóng thì nó sẽ có nhiệt độ của vật nó sẽ cao hơn so với vật lạnh. Nhiệt độ là số đo độ nóng lạnh của vật. Để biết chính xác nhiệt độ của một vật thì người ta sẽ dùng cách là chúng ta sẽ đo. Và để đo nhiệt độ thì người ta sẽ dùng một cái loại dụng cụ, đó là người ta sẽ dùng nhiệt kế. Dụng cụ để đo nhiệt độ là nhiệt kế, dụng cụ để đo khối lượng thì là cân. Đấy, dụng cụ để đo chiều dài thì chúng ta dùng thước, có hàng nào? Những cái đấy chúng ta đã học rồi thì các bạn nhớ nhá. Tất cả các cái loại dụng cụ này, mỗi dụng cụ thì nó sẽ có một cái công dụng riêng, thì các bạn phải nhớ để chúng ta có thể chọn được đúng các cái câu trắc nghiệm. Vật lý lớp 6 các bạn làm trắc nghiệm khá nhiều đấy. Thang nhiệt độ Celsius. Celsius tức là nhiệt độ này là nhiệt độ C các bạn. Thang nhiệt độ, trong cái phần thang nhiệt độ thì chúng ta có 3 cái thang nhiệt độ. Chúng ta có độ C. Ví dụ như chúng ta nói là nước sôi ở 100 độ C. Đấy, nước nước đá, nước bắt đầu đông đặc thành đá ở 0 độ C. Và cái độ C đấy người ta gọi là độ nhiệt độ Celsius. Được chưa? Nhiệt độ Celsius. Ngoài cái nhiệt độ Celsius ra thì chúng ta còn có hai cái loại còn có hai cái thang nhiệt độ khác, đó là thang nhiệt độ Fahrenheit và nhiệt độ Kelvin nữa. Thì nếu lát nữa cô xem, nếu như mà có thì cô cũng sẽ nhắc qua cho các bạn. Chúng ta có nhiệt độ Celsius này, Celsius của cái này thì được đặt tên theo tên của một cái nhà khoa học Thụy Điển có tên là Celsius. Đấy. Trong thang nhiệt độ này thì chúng ta thấy là nước đá đang tan thì có nhiệt độ là 0 độ C. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 độ C. Và người ta chọn hai cái này là hai cái mốc cố định. Khoảng cách giữa hai nhiệt độ cố định này được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với một độ, ký hiệu là một độ C. Trong thang nhiệt độ Celsius, những cái nhiệt độ mà thấp hơn 0 độ C thì người ta gọi là nhiệt độ âm. Như vậy, sau khi mà các em đọc cái nhiệt độ Celsius này thì các em nắm được cái gì? Celsius thì nó ứng với cái nhiệt độ chúng ta hay dùng, đó là độ C. Độ C chính là ứng với thang nhiệt độ Celsius. Các bạn đã nắm được chưa? Trong cái nhiệt độ độ C này thì thường các em thấy chúng ta có các cái nhiệt độ người ta lấy hai mốc, lấy hai cái mốc nhiệt độ là 0 độ C và 100 độ C làm hai mốc cố định. Và trong cái khoảng từ 0 đến 100 thì người ta chia thành 100 khoảng. Cứ một khoảng đấy là một độ. Như vậy có thể là 1 độ, 2 độ, 3 độ, 4 độ, 5 độ, đúng không? Chia cho đến 100 độ C. Cái phần trên 0 độ C thì là nhiệt độ dương, dưới 0 độ C thì là nhiệt độ âm. Và cái phần dưới 0 độ C thì khi mà nước mà ở dưới 0 độ C thì nước nó sẽ đóng băng, đúng không nào? Ở đây người ta có một cái câu hỏi cho các em là trong cái nhiệt độ Celsius cần phải dùng hai nhiệt độ cố định để làm gì? Trong cái thang nhiệt độ Celsius ấy, người ta dùng hai nhiệt độ cố định. Hai nhiệt độ cố định đó là nhiệt độ nào? Đó chính là nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 độ C này. Và cái một cái nhiệt độ nữa là nhiệt độ nước đang sôi là 100 độ C. Người ta dùng hai cái này để làm hai cái mốc. Bởi vì sao? Bởi vì là ở hai bởi vì là khi mà cái ở cái 0 độ C này, khi ở 0 độ C thì cái nước đá đang tan này, nước đá đang tan nó chỉ tồn tại ở 0 độ C thôi. Còn khi mà nó tan hết rồi thì nó sẽ chuyển sang là gì? Sang 1 độ C. Như vậy cái 0 độ C này là nhiệt độ cố định của nước đá đang tan, nó chính là một cái mốc. Đấy, mà nếu như mà trên 0 độ C thì nước nó chuyển thành thể lỏng, mà dưới 0 độ C thì nước nó lại ở thể rắn. Dưới 0 độ C người ta còn có một cái gọi nữa đó là nhiệt độ âm. Còn cái 100 độ C, vì sao người ta lại chọn cái 100 độ C này là mốc? Bởi vì là
Khi mà nước đang sôi ở 100 độ C này thì cái này nó nhiệt độ sôi của nước thì ở 100 độ C là nó không thay đổi. Khi mà nước kem đun sôi nước ấy thì nước nó chỉ sôi 100 độ C thôi. Nếu như mà chúng ta tiếp tục đun thì nước nó vẫn chỉ ở 100 độ C, nó chỉ chuyển từ cái dạng là thể lỏng sang thể hơi, còn cái nhiệt độ của nước ở trong đấy nó không thay đổi. Các bạn tưởng tượng ra chưa? Như vậy cô nhắc lại này, người ta dùng hai cái nhiệt độ cố định. Thứ nhất là nhiệt độ ở nước của nước đá đang tan là 0 độ C, và thứ hai là người ta chọn cái mực là của cái nước đang sôi là 100 độ C. Người ta sẽ chọn hai cái này phải dùng cố định, dùng nhiệt đây, thang nhiệt độ Celsius cần phải dùng hai nhiệt độ cố định trên để làm gì? Để làm cái mốc để chúng ta xác định nhiệt độ nhá. Nếu như mà dưới 0 độ C thì người ta gọi là độ âm. Và tại cái mốc 0 độ C này này thì là nước đá nó sẽ bắt đầu tan. Và trong quá trình nước đá đang tan thì nhiệt độ nó luôn cố định là 0 độ C thôi. Cũng như trong cái quá trình nước đang sôi thì nhiệt độ nó chỉ cố định là 100 độ C. Nó không hề thay đổi nhiệt độ trong quá trình sôi. Và tại hai cái mốc này nó chính là gì? Nó chính là cái sự chuyển giao từ cái thể này sang thể kia. Ví dụ như dưới 0 độ C bắt đầu tại cái giá trị 0 độ C thì nước nó sẽ chuyển từ thể rắn này sang thể lỏng. Nó trong cái quá trình chuyển từ rắn sang lỏng, cũng như ở 100 độ C nước nó trong quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Như vậy nó có cái điều đặc biệt như vậy nên là người ta mới dùng hai cái nhiệt độ này là hai nhiệt độ cố định để làm các cái mốc mốc xác định đấy. Vậy chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi này như sau. Thang nhiệt độ Celsius phải dùng hai nhiệt độ cố định. Vậy hai nhiệt độ cố định ở đây là gì? Câu hỏi này chúng ta sẽ có hai cái nhiệt độ cố định. Hai nhiệt độ cố định ở đây chính là thứ nhất là nước đá đang tan. Nước đá đang tan thì nó sẽ là ở 0 độ C. Và thứ hai là nước đang sôi. Một trăm độ C. Tại sao người ta lại làm cái này? Phải dùng hai cái này cố định. Bởi vì là trong quá trình nước đá đang tan và trong quá trình nước đang sôi thì nhiệt độ của hai cái này nó không hề thay đổi. Đấy. Dùng hai nhiệt độ cố định. Hai nhiệt độ trên là cố định nhé. Chúng ta có hai nhiệt độ cố định là này, là 0 độ C và 100 độ C, vì trong cái quá trình tan của nước đá, vì trong quá trình cái nước đá nó tan này và nước sôi thì nhiệt độ luôn không hề thay đổi, thì nhiệt độ nó luôn cố định. Nó luôn cố định. Nên là người ta mới cố định, nên mới có hai cái nhiệt độ cố định là như vậy. Khi mà chúng ta dùng cái nhiệt kế để kem đo ấy thì các em lấy ra một số các cái viên đá ở trong tủ lạnh ra, các em để vào trong cốc nước mà các em nhìn thấy là cái đá này đang trong quá trình tan. Làm sao để biết đang trong quá trình tan? Tức là nó đang ở thể, một phần là nó ở thể rắn, một phần thể lỏng. Thì khi đấy các em thả nhiệt kế vào hoặc là chúng ta dùng các cái nhiệt kế chúng ta đo thì nó luôn nằm ở 0 độ C. Nhiệt độ nó luôn ở 0 độ C. Còn nước đang sôi thì nhiệt độ nó luôn là 100 độ C. Đấy, luôn là 100 độ C, kem có đun đi nhiều đi chăng nữa, đun tiếp tục đun đi chăng nữa thì cái nước đấy nó cũng chỉ là 100 độ C thôi, nó không hề tăng nhiệt độ lên nữa. Mà khi mà chúng ta tăng nhiệt độ lên thì nước nó chỉ chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Đấy, còn chúng ta càng đun ấy thì nó lại chuyển từ thể lỏng sang thể hơi nhanh hơn thôi, còn cái phần nhiệt độ sôi nó luôn cố định. Bởi vì là người ta thấy là trong cái quá trình nước đá tan và nước sôi thì nhiệt độ luôn cố định, nên cái thang nhiệt là 0 độ C và 100 độ C, nên cái thang nhiệt độ là Celsius, tức là cái độ C đấy,
thì người ta đã dùng hai cái này làm nhiệt độ cố định. Như vậy người ta đã chọn hai cái này làm mốc. Chọn hai nhiệt độ trên. Người ta làm mốc đấy. Đấy, làm cái mốc. Cứ dưới 0 độ C thì là nhiệt độ âm, mà dưới 0 độ C thì chúng ta sẽ hiểu là nước nó sẽ đóng băng. Được chưa? Bắt đầu từ 100 độ C trở lên thì nước nó bắt đầu sôi. Từ 100 độ C thì nước bắt đầu sôi. Và trong quá trình sôi thì nước nó sẽ chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Vì người ta nhận thấy rằng là trong cái quá trình nước đá đang tan và trong cái quá trình nước sôi thì nhiệt độ không thay đổi, tức là cái nhiệt độ nó luôn cố định, nên cái thang nhiệt trong cái thang nhiệt độ Celsius, tức là độ C, người ta đã dùng hai cái này làm cố định, tức là dùng hai cái này làm mốc. Tiếp tục chúng ta sẽ sang ý thứ hai. Bạn nào chưa xong thì các bạn có thể dừng một chút để các em xem kỹ hơn cái phần này. Đây. Tiếp theo cô sẽ sang cái phần tìm hiểu thêm. Như cô luôn nói lúc nãy thì ngoài cái thang nhiệt độ là Celsius ra, chúng ta còn có cái thang nhiệt độ Fahrenheit nữa, đúng không? Và Kelvin nữa. Thì vào năm 1714 thì nhà khoa học người Đức là ông Fahrenheit đã đề nghị một cái thang nhiệt độ mang tên của ông. Trong thang nhiệt độ này thì nhiệt độ của nước đá đang tan là 32 độ F và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212 độ F. Người ta vẫn lấy hai cái này làm mốc. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái quá trình nước đá đang tan và trong quá trình nước đang sôi thì nhiệt độ của nó không hề thay đổi, nó luôn luôn cố định, nên người ta mới lấy làm mốc, đúng không? Người ta mới chọn hai cái này làm nhiệt độ cố định. Bởi vì là trong quá trình nó diễn ra cái này thì nhiệt độ nó có thay đổi đâu, đúng chưa? Vậy người ta mới hỏi các em là mỗi độ trong nhiệt độ Celsius thì nó ứng với bao nhiêu độ trong nhiệt độ Fahrenheit. Một cái câu hỏi đơn giản như thế này thôi. Tuy nhiên thì cái câu hỏi này cũng làm cho rất là nhiều các em chúng ta rất là băn khoăn, không biết trả lời cái câu hỏi như thế nào. Thực ra thì cái phần này nó nằm trong phần tìm hiểu thêm. Tuy nhiên bạn nào mà bỏ qua phần này lại là một sai lầm. Bởi vì trong các cái đề thi cô không rõ cái phần cải cách năm nay thì như thế nào. Nhưng mà các cái năm trước ấy, thì cái phần này nó cũng chỉ là một cái ý nhỏ ở trong sách giáo khoa. Tuy nhiên cái phần đổi nhiệt độ này thì nó lại ra rất là nhiều trong các cái bài trắc nghiệm. Đấy, và hầu như là học sinh không làm được. Hầu như là không làm được. Đấy, không biết cách làm, không biết công thức, rồi không biết cách làm, rồi không biết cách đổi nhiệt độ. Thì cô mong rằng là các bạn hãy theo dõi ở cái video của cô. Cũng mong muốn là cái video của cô, tuy là video của cô nó ra muộn hơn so với một số kênh, nhưng mà với cái mong muốn là truyền đạt được những cái kiến thức đến với các em, giúp các em có thể nắm bài một cách tốt nhất, thì cô sẽ đi sâu vào, xoáy sâu vào những cái câu hỏi nhỏ như thế này. Và đi kèm với nó là tất cả các cái công thức liên quan, cô sẽ cho các em ghi hết tất cả các công thức liên quan, để khi mà các em làm bài tập thì các em tự tin các em có thể làm tốt được những cái bài tập liên quan đến phần này. Chỉ cần mở phần công thức của cô cho các em ghi ra là các em có thể làm rồi. Vậy bây giờ nhá, có phải là lúc nãy chúng ta bảo là nước đá đang tan là ở 0 độ C không? Trong cái nhiệt độ độ C ấy, tức là độ Celsius ấy, thì 0 độ C, đúng không? Nước đang sôi là 100 độ C, đúng không? Vậy trong cái khoảng này là ứng với bao nhiêu độ? Từ 0 độ C cho đến 100 độ C thì nó sẽ ứng có 100. Nó có 100 cái khoảng, đúng không? Đấy, nó sẽ có 100 khoảng. Từ 0 độ C lên 1 này. Đấy, rồi lên 2 độ, lên 3 độ, lên 4 độ, lên 5 độ, chấm chấm cho đến lên đến 100 độ. Như vậy từ cái con 0 độ C đến 100 độ C thì nó sẽ có 100 khoảng ứng với 100 độ. Các bạn đã tưởng tượng ra chưa? Sang cái phần nhiệt độ Celsius, sang cái phần nhiệt độ Fahrenheit thì nước đá đang tan, cái phần này không phải là 0 độ C nữa mà nó lại là 32 độ F. Ở nước ngoài thì người ta hay dùng độ F chứ người ta không dùng độ C. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ có là 0 độ C thì bây giờ nó ứng với 32 độ F. Còn hơi nước thì bây giờ không phải là 100 độ C nữa mà nó ứng với 212 độ F. Thế thì trong cái khoảng từ 32 độ F này đến 212 độ F thì cái khoảng này nó ứng với bao nhiêu? 100 độ C. Thế này, cái khoảng nhá,
Cái này cô xem như cái này là 0 độ C thì chuyển sang độ F này, cái này 0 độ C, 100 độ C chuyển 20, 212 độ F. Nhưng mà cái khoảng ở giữa này, cái khoảng ở giữa này thì vẫn là 100 độ. Tức là người ta vẫn chia thành 100 cái khoảng nhỏ giữa hai cái này. Vậy thì kem sẽ xem cho cô là cái khoảng cách từ 212 độ F trừ đi cái 32 độ F này là cái khoảng giữa này thì nó ứng với bao nhiêu độ C. Kem lấy 212 độ F nha, kem lấy cái con cuối này, kem trừ đi con đầu thì nó phải ra con ở giữa này không? Cái phần giữa này không? Và cái phần giữa ở phía trên này thì nó cũng giống nhau này. Nó đều là 100 khoảng cả. Nó đều là 100 khoảng. Nó đều là 100 khoảng. Như vậy, cái 100 khoảng ở giữa này này, đây 100 khoảng. Đây chúng ta chỉ đổi nhiệt độ từ độ C sang độ F thôi. Như vậy, lấy 212 kem trừ đi 32 thì nó sẽ cái nhiệt độ đấy nó sẽ ứng với khoảng là 100 cái độ C ở giữa này. Vậy muốn tìm một độ C thì các em lấy 212 trừ đi 32 rồi các em chia cho 100 thì sẽ ra được là một độ C thì nó bằng bao nhiêu độ F. Các em có hiểu không? Như vậy chúng ta có một nhá. Ta có này. Ta có là cái khoảng khoảng ở giữa này chúng ta là 100 độ C. Cái khoảng mà 100 độ C, 100 cái khoảng nhỏ đấy. Đấy, khoảng 100 độ C thì nó ứng với cái khoảng nào? Cái khoảng 100 độ C phía trên này. Đây, phía trên này từ đây đến đây là 100 khoảng 100 độ C thì nó sẽ ứng với khoảng bao nhiêu độ F thì các em sẽ tính ở phía bên dưới này thì nó ứng với bao nhiêu độ F? 100 độ. Cái này ứng với cái này được chưa? Cái này ứng với cái này. Như vậy cái phần giữa này nó phải ứng với phần giữa này. Xem thử nó ứng bao nhiêu độ F thì nó sẽ ứng với lại là kem lấy 212 độ F. Kem trừ đi 32 độ F. Xem nó ứng bao nhiêu. Như vậy thì nó sẽ ứng với 180 độ F. Như vậy ở đây nó sẽ ứng với lại 180 độ F. Đấy. Như vậy cái phần giữa này nó phải tương ứng với nhau. Phần trên này, cái phần đầu ứng với phần đầu này, phần cuối ứng với phần cuối này thì phần giữa phải ứng với phần giữa. Như vậy 100 độ C, 100 cái khoảng ở phía trên thì nó sẽ ứng với 180 độ F. Như vậy 100 độ C ứng với 180 độ F. Như vậy muốn biết là cứ 1 độ C thì bằng bao nhiêu độ F thì các em lấy 180 các em chia cho 100. Đấy, thì cứ là cứ 1 độ C thì nó sẽ bằng 1,8 độ F. Được chưa? Như vậy từ đây các em sẽ suy ra được là gì? 1 độ C. 100 độ C. Đây các em sẽ áp dụng cái quy tắc đường chéo cho cô như này này. Chúng ta có 100 độ C này thì nó ứng với 180 độ F. Áp dụng quy tắc đường chéo nhá. Như vậy hỏi là cứ 1 độ C thì bằng bao nhiêu độ F? Như vậy muốn tìm cái này này thì các em sẽ lấy hai tích chéo này nhân với nhau này rồi chia cho cái này. Hai tích chéo nhân nhau chia này. Như vậy lấy 1 nhân 180 bằng 180, lấy 180 chia 100 tức là nó sẽ bằng 1,8 độ F. Cứ 1 độ C bằng 1,8 độ F. Được chưa? Bây giờ cô sẽ có cái công thức, các em cần chú ý cho cô cái công thức đổi từ độ C sang độ F. Các em sẽ đổi cho cô từ độ C sang độ S. Ví dụ như chúng ta cần đổi, ví dụ các bạn cần đổi cho cô, đừng bỏ qua phần này nhé. Cô bảo bạn nào bỏ qua phần này là đã lỡ một nhịp đấy. Đấy, chúng ta cần đổi 20 độ C. Các bạn sẽ đổi xem cho cô bằng bao nhiêu độ F thì chúng ta tính như thế nào. Thì các em chú ý này, cái 20 độ C thì các bạn có thể viết là nó sẽ bằng 0 độ C cộng với 20 độ C. Luôn nhớ cái công thức luôn bắt đầu là cái con 0 độ cho cô. 0 độ cộng 20 thì sẽ bằng 20 độ. Thế chúng ta muốn đổi sang độ F thì cái 0 độ C bằng bao nhiêu độ F? 0 độ C này thì nó sẽ bằng là đây, nhìn đây này, 0 độ C bằng 32 độ F. Đây, cái con 0 độ C này thì luôn bằng 32. Lúc nào các em cũng phải biết khi mà người ta cho một nhiệt độ là nhiệt độ C này thì các em luôn lấy 0 cộng với chính nó. Đã nhá. Luôn lấy 0 cộng với chính nó. Ví dụ 20 độ C thì viết là 20 cộng với 20 độ C. Nếu người ta cho 30 độ C thì các em lấy 0 độ C cộng 30 độ C. Cái 0 độ C này các em sẽ chuyển sang độ F cho cô là bằng 30 độ, 32 độ F. 20 độ C chúng ta sẽ theo cái công thức này này.
Cứ 1 độ C thì bằng 1,8 độ F. Như vậy 20 độ C thì các em lấy 20, các em nhân với 1,8. Đây này. Cứ 1 độ C thì bằng 1,8 độ F. Như vậy 20 độ C thì các em lấy 20 nhân 1,8 để chuyển sang độ F. Được chưa? Vậy kết quả của chúng ta nó sẽ bằng là 68 độ F. 68 độ F. Vậy sau khi chúng ta làm một cái ví dụ như thế này, nếu như mà chúng ta có nhiệt độ là T độ C, nhiệt độ là T độ C, thì các em sẽ luôn lấy T này. Nếu như mà chúng ta có nhiệt độ, bây giờ nhiệt độ tổng quát đi, là cô có một cái nhiệt độ T độ C nào đấy, thì các em sẽ luôn tách là bằng 0 độ C cộng với T độ C. Được chưa? Và cái 0 độ C này khi chuyển sang độ F thì nó bằng 32 độ F. Các em cộng với cứ 1 độ C thì nó ứng với 1,8 độ F. Vậy T độ C thì lấy 1 nhân với 1,8 độ F. Và các em cộng kết quả ra thì nó sẽ ra được nhiệt độ F. Vậy nói tóm lại, muốn tính độ F các em sẽ có công thức như sau. Độ F này, độ F thì sẽ bằng 32, luôn bằng cái con số 32. Các em cộng với lại cái nhiệt độ là độ C cộng với độ C, kem nhân 1,8 thì sẽ ra được. Như vậy công thức tính độ F, muốn tìm độ F thì các em lấy 32 độ F. Được chưa? Luôn lấy con số 32 này. 32 này ở đâu? Bởi vì là cái con 0 độ C này chúng ta chuyển về con 32 này. Đấy, như vậy chúng ta có nhiệt độ F thì luôn bằng 32 độ F cộng với lấy đi cái phần độ C để bài người ta cho, các em nhân với 1,8 thì nó sẽ ra được độ F. Hoặc là các em nếu không ghi như thế này thì chúng ta sẽ có độ F này thì sẽ bằng 32 cộng với độ C nhân 1,8. Lấy 32 cộng với độ C nhân 1,8 thì sẽ ra được độ F. Nhớ cho cô công thức này. Đây là công thức đầu tiên các bạn nhớ trong cái dạy công thức. Từ cái công thức này nhá, thực ra thì có nhiều học sinh bảo là cô cứ có một số bạn cứ comment ở trên kênh ấy, bảo là cô dạy dài dòng rồi cô cứ nói lung tung ở đâu ấy. Nhưng mà thực ra những cái cô nói ấy, không phải là lung tung đâu, mà nó sẽ nằm trong cái phần các em thi đấy. Trong bài thi của các em không có công thức như này nhưng mà vẫn có cái phần đổi nhiệt độ. Không biết công thức thì không làm được. Đấy, giảng qua loa cho các em thì nếu mà giảng qua loa cho các em không cần những cái công thức này thì cũng được thôi, cô đỡ mất thời gian. Nhưng mà như thế, thực ra cô muốn xây dựng cái kênh của cô nó kiểu chất lượng một chút. Đấy, nên là đi sâu hơn. Những cái bài nào cần thiết thì cô sẽ đi sâu hơn cho các bạn dễ hiểu hơn một chút. Nếu như bạn nào mà thực sự yêu thích ấy, thì các bạn sẽ hiểu được cái điều đó. Và cô cũng hy vọng rằng là các bạn xem kênh của cô thì cũng đừng có comment là cô cứ giảng nhiều quá, dài quá, em không muốn nghe hoặc như này kia. Như thế thực sự cô rất là buồn ấy. Chúng ta có độ F thì bằng 32 cộng với độ C nhân 1,8 này. Từ cái công thức này các em muốn tính độ C. Muốn tính độ C thì các em sẽ có công thức như sau. Các em sẽ lấy độ F, các em trừ đi 32 theo công thức của toán thôi. Rồi các em chia 1,8 thì sẽ ra được độ C nhá. Đây là công thức thứ nhất các em cần học thuộc. Công thức thứ hai, các bạn ghi hết công thức vào. Công thức thứ nhất, công thức thứ hai. Hai công thức này. Bây giờ cô chuyển sang phần lý thuyết tiếp theo nhá. Như vậy này. Đây chúng ta có hai công thức đúng không? Đây hai công thức này. Các bạn dừng lại để ghi hai công thức này nhá. Rồi cô nói lại cái phần cô đổi nhiệt độ ở phía bên trên này. Từ đây cô đã cho các em là cứ 1 độ C thì bằng 1,8 độ F. Cô đã giải thích cụ thể vì sao nó bằng như thế này nhá. Đấy, rồi cách để các em đổi từ một nhiệt độ này. Đây là những cái ví dụ giúp các em đổi nhiệt độ. Đấy, ví dụ như đây là cái ví dụ đổi từ 20 độ C sang độ F thì bằng 68 này. Các em chỉ cần lắp vào cái công thức cho cô thôi. Đấy, cái công thức thì cô vừa cho các bạn ghi đấy. Đây, cô zoom nhỏ lại để các bạn có thể nhìn thấy cái phần công thức. Đây. Chúng ta sẽ có cái phần độ F thì bằng 32 cộng với độ C nhân 1,8.
Từ cái công thức này, các em muốn tìm độ C thì các em sẽ lấy độ F trừ đi 32 chia 1,8 thì sẽ là độ C. Tiếp theo, và thực ra thì có một số bạn thì bình luận rất là tiêu cực ở trên kênh, nhưng mà cô cũng không quan tâm lắm đâu. Vì thực ra những cái bạn như thế thì cũng không phải là đối tượng mà cô muốn nhắm đến để truyền cái cảm hứng cho các em đâu. Đấy, cô thực sự là muốn truyền kiến thức cho những bạn nào mà thực sự yêu thích cái môn, ví dụ như môn vật lý này, cảm thấy yêu thích, các bạn thực sự yêu thích môn vật lý, các bạn muốn học tốt môn vật lý, thì cô sẵn sàng truyền cho các bạn những cái kiến thức để giúp các bạn có thể làm tốt được cái bài thi kiểm tra của em. Sang cái phần nhiệt kế ở đây, sau khi chúng ta nói về cái Fahrenheit và nhiệt độ Celsius, Fahrenheit tức là nhiệt độ F và Celsius là trong cái phần độ C, và chúng ta đã có cái công thức đổi giữa độ F và độ C. Sang phần nhiệt kế, có nhiều các cái loại nhiệt kế khác nhau, ví dụ như chúng ta có nhiệt kế rượu này, nhiệt kế thủy ngân này, và chúng ta có nhiệt kế y tế, cũng có một số các cái loại nhiệt kế điện tử. Bây giờ thì hầu như là nhiệt kế điện tử, ví dụ như loại nhiệt kế này, đây cô nhà cô cũng có cái loại kế như này đấy. Thì cái phần nhiệt kế điện tử, điện nhiệt kế điện tử với nhiệt kế này, thì nó lại không phải là ứng dụng ở trong cái phần chúng ta học đây, nên cô không đi sâu vào cái nhiệt kế này. Cái bài của chúng ta học ở đây nó đang dựa trên cái hiện tượng giãn nở vì nhiệt của chất lỏng cơ, tức là nó sẽ phụ thuộc vào cái chất phía trong này này đấy. Ví dụ như phía bên trong này, cái phần phía bên trong này thì người ta sẽ làm bằng rượu là một, thứ hai là thủy ngân là hai. Người ta hay làm hai cái chất đấy bởi vì là hai cái chất đấy nó khi mà nóng lên ấy thì nó sẽ bị nở ra, tức là nó làm cho cái cột này này nó dài lên này đấy, nóng lên thì nở ra mà khi nguội đi thì nó co lại. Tức là nếu như mà chúng ta cặp nhiệt độ mà một người có nhiệt độ mà cao chẳng hạn 38, 39 độ, 39 độ 5, thì khi mà cái bầu của cái nhiệt kế này nó tiếp xúc với cái phần nhiệt độ ở trong nách của chúng ta, đúng không, cao lên 39 độ C chẳng hạn, thì khi mà nhiệt độ cao này thì cái phần chất lỏng này nó bị giãn nở vì nhiệt. Nó giãn nở vì nhiệt tức là cái cột này nó sẽ dài ra, nó sẽ đến cái phần nhiệt độ, ví dụ như đến 39 độ thì nó sẽ dừng lại, được không? Sau đó khi nếu như mà chúng ta để cái phần nhiệt độ đấy ở ngoài không khí một thời gian thì nó có thể tụt xuống, bởi vì là khi ra ngoài, khi gặp nhiệt độ lạnh hơn thì nó sẽ bị co lại đấy. Nên là chúng ta ra thì khi mà chúng ta lấy nhiệt độ ra, chúng ta phải đọc nhiệt độ luôn, đúng không? Có nhiều cái loại nhiệt kế hiện nay thì chúng ta có những cái loại nhiệt kế, ví dụ như là nhiệt kế thủy ngân như cô nói này, hoặc là nhiệt kế bằng rượu này. Đây là chúng ta xem cái phần cấu tạo nhá. Ở thân, đây là cấu tạo của một cái nhiệt kế. Nhiệt kế nó có một cái phần bầu. Phần bầu này thì nó sẽ chứa chất lỏng. Trong cái chất lỏng ở cái phần bầu này thì người ta sẽ đựng thường là hai loại, hoặc là như là thủy ngân hoặc là rượu. Như cô nói vì sao người ta hay lấy hai cái này, bởi hai cái này nó rất là nhạy về nhiệt. Và khi mà nhiệt độ tăng lên hoặc là nhiệt độ giảm đi, nếu tăng lên thì này, thì cái này nó giãn nở vì nhiệt nhanh, chúng ta cặp vào trong nách một lúc thôi, một vài phút là chúng ta đã thấy, nếu như mà chúng ta bị sốt là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng luôn, cái này nó sẽ dâng lên, đúng không? Đấy, còn nếu mà nhiệt độ lạnh thì nó sẽ co lại, cái cột này co lại đấy. Bởi vì hai cái này nó rất là nhạy vì nhiệt độ, nó giãn nở vì nhiệt rất là rõ ràng, nên là người ta mới dùng hai cái là thủy ngân và rượu đấy. Các chất lỏng này thì khi mà nóng lên thì nó sẽ nở ra và khi lạnh thì nó co lại. Như vậy thì cô rất là mong muốn, cứ nghĩ là năm nay cái phần bài đo nhiệt độ này nó phải nằm sau cái bài là nóng lên, sự giãn nở vì nhiệt của các chất cơ, nhưng mà người ta lại đưa lên ở những cái bài đầu đấy, nên là các em cũng khó có thể dùng được. Cô cũng đang rất là cố gắng để truyền đạt cho các em, mong rằng là cũng có thể giúp được các em phần nào đấy thôi. Hãy cho các em, các em hãy cho biết giới hạn đo và độ chuẩn nhất của cái nhiệt kế hình 42 4.2. Như vậy ở đây chúng ta biết giới hạn đo là gì. Giới hạn đo nó là cái giá trị lớn nhất ở trên cái nhiệt kế đấy. Ở đây thì cái nhiệt kế này có vẻ là không rõ lắm. Ví dụ như ở đây là 0 này, thì ở đây là âm bao nhiêu,
âm bao nhiêu độ? Cái phần phía bên dưới này sẽ là nhiệt độ âm các em, phần trên này sẽ là nhiệt độ dương. Các bạn đã tưởng tượng ra chưa? Như vậy chúng ta sẽ chúng ta quan tâm đây này, đây là coi như đây là 0 độ C. Đến đây là 20 độ, 40, 60, 80, 100 độ C. Như vậy cái giới hạn đo của cái nhiệt độ này sẽ là 100 độ C. Và trong cái khoảng này, kem nhẹ nhìn cho cô trong khoảng từ 20 đến 40 đi. Đây trong khoảng này, kem thấy người ta chia thành mấy vạch 1 này, 2 đếm lại nha, 1 2 3 4 5, mắt cô cận nên là cũng khó đếm lắm. Như vậy, 5 về bên này, 5 nữa là 10, tức là trong khoảng từ 20 đến 40. Từ 20 đến 40 hoặc từ 40 đến 60 cũng vậy, từ 60 đến 80 và từ 80 đến 100 cũng vậy. Thì trong cái khoảng này, cứ 20 độ này thì người ta chia thành 10 vạch nhỏ. Như vậy cứ một cái khoảng nhỏ này, một khoảng nhỏ này chính là độ chia nhỏ nhất. Như vậy kem lấy 20 độ, kem chia cho 10 vạch để xem cứ mỗi một vạch này bằng bao nhiêu. Như vậy 20 chia 10 thì mỗi một cái khoảng nhỏ này này, cứ một cái khoảng nhỏ, tức là hai vạch chia liên tiếp, một cái vạch lớn này với một vạch nhỏ, cứ một vạch này nó sẽ ứng với 2 độ. Đấy, 2 độ nữa 4, 6, 8, 10. Như vậy từ đây đến đây sẽ là 10 này, từ đây đến đây 10 nữa 20 này. Các bạn đã tưởng tượng ra chưa? Như vậy chúng ta sẽ có giới hạn đo là gì? Giới hạn đo là cái giá trị lớn nhất ở trên cái này. Ở đây người ta viết không rõ nhưng mà vẽ không được rõ lắm. Nhưng mà cô nghĩ đây là 20, đây 40, 60, 80 thì đây chắc chắn là cái giới hạn đo sẽ là con 100. Như vậy thì ở đây cô sẽ trả lời là cái phần giới hạn đo. Giới hạn đo là gì? Lời giới hạn đo là cái độ chia, cái giá trị lớn nhất ở trên cái dụng cụ đo này. Nó có thể đo được cái giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu? Như vậy giới hạn đo ở đây sẽ là 100 độ C. Giống như là các em thấy có những cái cân ấy, cái cân người ta ghi số 30 cân ấy, 30 kg ấy, thì cân đấy chỉ cân được những cái vật có khối lượng tối đa là bằng 30 thôi. Đấy thì cái này cái giá trị lớn nhất đây 100 thì cái này nó sẽ đo được cái nhiệt độ lớn nhất là 100 độ C. Độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất nó là gì? Nó là giá trị của hai vạch chia liên tiếp. Tức là các em xem từ cái khoảng từ 20 đến 40 này người ta chia thành mấy mấy khoảng nhỏ. Thì nó ở đây là chia thành 10 khoảng nhỏ. Như vậy mỗi khoảng nhỏ đây này, từ đây đến đây là 5 này, từ đây đến đây là 5 nữa thì bằng 10. Tức là từ con 20 đến 40 ứng với 20, ứng với 20 độ thì nó chia thành 10 khoảng. Đây cũng vậy, từ 40 đến 60 tức là ứng với 20 độ thì người ta cũng chia thành 10 khoảng nhỏ. Như vậy cứ một khoảng nhỏ đấy sẽ là lấy 20 chia cho 10 thì độ chia nhất sẽ bằng 2 độ C. Xong rồi, nói là tiếp tục về cái phần đây chúng ta sẽ có là độ dài của phần chất lỏng trong cái ống nhiệt kế, cái độ dài này thì nó phụ thuộc vào nhiệt độ nóng hay lạnh của vật mà cái bầu nhiệt kế tiếp xúc. Nếu bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật nóng thì chất lỏng trong cái phần chất lỏng này nó sẽ nở ra. Nó nở ra thì cái này nó sẽ được dâng lên đúng không? Đến phần nhiệt độ nào thì chúng ta đọc cái phần nhiệt độ đấy thôi. Còn nếu như mà bầu tiếp xúc với vật có nhiệt độ lạnh hơn thì chất lỏng trong bầu nó sẽ co lại và phần chất lỏng trong ống nghiệm sẽ ngắn đi. Chúng ta dựa vào cái độ ngắn dài để chúng ta đọc cái nhiệt độ trên cái nhiệt kế này. Ở đây chúng ta có một cái phần chúng ta có cái phần nhiệt kế thủy ngân. Nhiệt kế này là nhiệt kế y tế. Nhiệt kế y tế này thì sẽ đo nhiệt độ cơ thể người đấy. Đối với nhiệt kế y tế hay còn gọi là cái cáp sốt ở hình 4.3 ở đây thì để số chỉ của nhiệt kế không thay đổi, không thay đổi khi nó đã được lấy ra khỏi cơ thể thì cái phần ống sát với bầu được cong cho nhỏ lại. Như vậy cái phần này này, đây các em nhìn này, nó được cong một chút này, đây người ta vẽ đây này, nó cong lại, nó cong lại để cho cái phần này nó không bị tụt đấy. Tức là cái này nó dâng lên rồi, khi mà nó đã dâng lên đến nhiệt độ nào rồi đấy thì nó sẽ không bị tụt xuống. Trên cái này thì các em sẽ thấy nó sẽ có một cái vạch, nó sẽ có một cái vạch kiểu nó đen hơn ấy, đen đen hơn. Ví dụ như đây này, nó đang đến cái giá trị là 37 chẳng hạn này. Đấy. Cái phần này khi mà nếu mà các em có cái nhiệt kế thì các em sẽ nhìn thấy rõ. Tức là khi mà chúng ta cặp nhiệt độ mà các em thấy cái phần mà nó đậm hơn ấy, nó dâng đến cái nhiệt độ nào thì chứng tỏ là nhiệt độ cơ thể ta là đến nhiệt độ đấy.
Từ kết quả tìm hiểu nhiệt kế, thảo luận về cách đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thì cái này chúng ta muốn đo thì trước tiên là chúng ta phải lắp cái phần nhiệt kế nó về vạch số. Ví dụ như ở đây muốn như này thì chúng ta sẽ phải lắp cho nhiệt độ nó xuống ở phía dưới này, xuống người ở phần 35 độ này, được chưa? Cho nó thấp hẳn xuống đi. Sau đó thì sau khi mà chúng ta lắp về về nhiệt kế cho nó thấp xuống ở đây thì chúng ta cặp vào, ví dụ như cặp vào nách chẳng hạn. Sau đó chúng ta giữ nguyên trong vòng mấy phút đấy, được chưa? Và chúng ta đưa ra chúng ta xem thử cái phần màu đậm ở trong này nó dâng đến vạch bao nhiêu thì nhiệt độ cơ thể chúng ta là bằng bấy nhiêu độ. Đấy thì chúng ta cùng thảo luận với các bạn thôi. Cái phần đo nhiệt độ cơ thể này thì ở đây thì lại cũng dùng nhiệt độ y tế để chúng ta nêu thảo luận, đúng không? Thảo luận về cách đo. Như vậy để đo nhiệt độ cơ thể này, chúng ta phải kiểm tra xem thử cái vạch thủy ngân đã tụt xuống thấp dưới cái vạch 35 chưa. Đây này, nếu như mà chưa thì chúng ta phải vậy. Chúng ta cầm cầm cái này này, cầm và chúng ta cho cái này nó ở phía dưới, chúng ta vậy như này. Đấy, để cho cái cột thủy ngân ở trong này, cái cột màu màu đậm ấy, màu đen đậm ấy nó tụt xuống dưới cái vạch 35. Đấy, nếu chưa tụt xuống chúng ta vậy cho nó xuống vạch 35. Sau đó thì chúng ta dùng bông và cồn y tế làm sạch cái nhiệt kế đi. Rồi chúng ta đặt nhiệt kế vào nách này, kẹp trong vòng khoảng 30 phút, chúng ta lấy ra đọc và ghi kết quả nhiệt độ thôi. Đấy. Ngoài ngày nay thì ngoài cái nhiệt kế điện tử thì người ta còn có thể dùng ngoài cái nhiệt kế bằng thủy ngân này thì người ta có thể dùng cái nhiệt kế điện tử để chúng ta đo. Như cô nói là chúng ta có thể dùng nhiệt kế điện tử là loại này đây. Đây, loại này để chúng ta đo. Trên cái nhiệt kế điện tử này thì nó sẽ có là cái chế độ là người hoặc là vật. Ví dụ như ở người, đây là đang người đúng không? Đang người thì cô đo nhiệt độ người này. Ví dụ như cô đo tay của cô này. Đấy, thì tay của cô đang là 36 độ 4. Đúng không nào? Còn ví dụ như không phải là người, cô chọn sang chế độ vật. Chế độ vật thì sẽ bấm vào cái nút này này thì nó hiện lên ngôi nhà này. Đấy, thì là cái này sẽ là đồ vật. Ví dụ như cô đo quyển sách này. Đo quyển sách. Đây thì nhiệt độ nó lại 32 độ 2. Nhiệt độ trong phòng bây giờ là 32 độ 2. Nhưng mà muốn đo ra nhiệt độ cơ thể này thì cô lại bấm mốt này, khi nào xuất hiện hình người đây này. Ví dụ cô bấm lại nhiệt độ cơ thể cô nhé. Đây. Đấy vẫn là 34 độ, 36 độ 4. Đấy. Thì các bạn có thể thử các cái loại nhiệt kế của các em. Ở đây thì dùng nhiệt kế y tế để chúng ta đo nhiệt độ cơ thể thì cô vừa hướng dẫn các em xong rồi đúng không? Các em có thể dùng cái nhiệt kế này cũng được. Nếu chúng ta không có nhiệt kế điện tử thì các em hãy dùng nhiệt kế dưới dạng là nhiệt kế thủy ngân này chúng ta đo cũng được nhá. Khi đo thì đo xong thì chúng ta cất cẩn thận, đừng có để cái nhiệt kế thủy ngân nó bị vỡ ra là được. Nói chung thì nhiệt kế nào thì cũng được thôi, chứ chúng ta không nên nghĩ là nhiệt kế này thì tốt, nhiệt kế kia thì không tốt, không có phải như vậy nhá. Chúng ta tùy điều kiện của từng gia đình, nếu mà có nhiệt kế này chúng ta dùng cái này, mà không thì chúng ta dùng cái khác. Tuy nhiên thì như cô nói là cái phần dùng nhiệt kế này ta cẩn thận đừng có để nó bị vỡ. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần có thể em biết này. Ngoài hai cái loại nhiệt độ là nhiệt độ Celsius, nhiệt độ Fahrenheit tức là độ C và độ F ra thì chúng ta còn một cái thang nhiệt độ nữa, tức là chúng ta có tất cả ba thang nhiệt độ. Nhiệt độ thứ ba này là nhiệt độ Kelvin. Kelvin thì nó sẽ được ký hiệu là độ K đấy các bạn. Nhiệt độ trong thang nhiệt độ này thì được gọi là nhiệt độ tuyệt đối. Đơn vị nhiệt độ trong nhiệt độ Kelvin ký hiệu là K. Mỗi độ trong khoảng chia thang nhiệt độ Kelvin thì nó bằng với một khoảng chia trong độ 1 độ C, tức là cứ 1 độ K này, một độ cứ tăng lên 1 độ C thì nó ứng với 1 độ K. Như vậy các em có biết được cái công thức, các em có biết được cái công thức chúng ta đổi từ độ C sang độ K là như nào không? Đây, chúng ta đặt ra câu hỏi là lúc nãy chúng ta có cái công thức tính độ C này, tính độ F rồi đúng không? Đây công thức thứ hai lúc nãy đây. Như vậy nếu như mà ví dụ như cô có là cô có 30 độ C. 30 độ C, cô muốn đổi sang độ K thì bằng bao nhiêu? Thì 30 độ C này các em luôn viết là bằng 0 độ C này. Cộng thêm với 30 độ C đúng không? Có phải 30 độ C bằng 0 độ C cộng 30 độ C không? Và người ta bảo là 0 độ C thì nó ứng với 273 độ K. Như vậy cái này này thì nó sẽ ứng với 273 độ K. Tại cái giá trị 0 độ C thì bằng 273 độ K.
cứ 1 độ C này thì nó sẽ ứng thêm với 1 độ K. Như vậy 30 độ C thì nó sẽ thêm 30 độ K nữa. Như vậy thì 30 độ C nếu đổi sang độ K thì các em sẽ lấy 273 cộng với 30 thì nó sẽ bằng là 303. 303 độ K. Như vậy chúng ta thấy nhá, muốn tìm đổi từ độ K này sang độ C này thì các em sẽ viết này. Cái độ C này thì em sẽ viết dưới dạng 0 độ C cộng với nhiệt độ C đúng của nó. Và cái 0 độ C này thì ứng với 273 độ. Cứ 1 độ C phía sau thì cứ mỗi độ C thì ứng với 1 độ K. Như vậy 30 độ C thì nó sẽ ứng với 30 độ K. Và chúng ta cộng hai kết quả lại thì nó sẽ ra độ K. Vậy công thức tính độ K có phải là độ K thì nó sẽ bằng 273 cộng với độ C không? Từ đây chúng ta sẽ có cái công thức như sau. Vậy chúng ta nói tóm tắt lại cái phần nhiệt độ thì chúng ta có mấy loại thang nhiệt độ? Chúng ta có 3 cái thang nhiệt độ nhé. Chú ý này. 3 thang nhiệt độ. 3 cái thang nhiệt độ để chúng ta trong bài trắc nghiệm người ta hỏi có mấy loại thang nhiệt độ thì em bắt trả lời là 3 loại thang nhiệt độ này. Chúng ta có nhiệt độ Celsius này. Celsius này nó ứng với độ C này. Thứ hai là có Fahrenheit này. Fahrenheit này thì ứng với độ F này. Và chúng ta có thang nhiệt độ Kelvin này. Kelvin thì nó sẽ ứng với độ độ K. Đúng không? Đấy. Và cũng trong cái phần bài tập này, trong cái phần bài cái bài này thì các em chú ý cho cô cái cách chúng ta đổi nhiệt độ. Cách chúng ta đổi nhiệt độ tức là các em phải biết được cái công thức đổi từ độ C sang độ F. Từ độ C sang độ F rồi từ độ F sang độ F sang độ C rồi từ độ C sang độ K đúng không? Như vậy chúng ta có độ F này. Muốn tìm độ F thì các bạn sẽ lấy 32 cộng với nhiệt độ độ C các bạn nhân 1,8. Độ F thì sẽ bằng 32 cộng với cái phần độ C các bạn nhân 1,8 thì sẽ ra được độ F. Từ đây muốn tìm độ C, khi biết độ F thì các em sẽ lấy độ F, các em trừ đi 32, các em chia cho 1,8 thì sẽ được độ C. Công thức muốn tìm độ K. Muốn tìm độ K thì các em sẽ lấy 273 kem cộng với cái phần độ C thì sẽ ra độ K. Cộng với nhiệt độ là độ C thì sẽ ra độ K. Được chưa? Từ đây cái công thức thể hiện mối liên hệ giữa độ C với độ K thì muốn tìm độ C thì các bạn sẽ lấy độ K. Các bạn trừ đi 273 thì sẽ ra được độ C. Như vậy tóm lại ở cái bài học này luôn nhớ cho cô chúng ta có 4 công thức. 4 công thức này chúng ta học thuộc. Thực ra thì em chỉ cần nhớ công thức này này và công thức này, còn hai công thức này là hai công thức liên quan thì chúng ta suy ra từ cái công thức gốc chúng ta sẽ suy ra các công thức liên quan. Đấy, chúng ta có 3 thang nhiệt độ là Celsius, Fahrenheit và Kelvin thì các bạn cũng nhớ như vậy, nhớ là chúng ta ứng với cái phần nhiệt độ. Rồi. À, xong rồi ở cái phần nhiệt độ độ C thì người ta lấy cái gì? À, lấy nước đá đang tan là 0 độ C và nước đang sôi là nhiệt độ cố định, bởi vì trong quá trình nước đá đang tan và trong quá trình nước sôi thì nhiệt độ nó không luôn không thay đổi. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Về thì các bạn làm cho cô các bài tập nhé. Cô hy vọng rằng với cái phần lý thuyết của buổi hôm nay thì sẽ phần nào giúp các em định hình được. Chúng ta sẽ nắm được là cái phần nhiệt độ thì chúng ta có những thang nhiệt độ nào, chúng ta cần đổi nhiệt độ như thế nào, các công thức liên quan như thế nào các bạn nhé. Và lúc nãy trong cái quá trình dạy thì cô bảo với các bạn là cứ 1 độ C thì nó ứng với bao nhiêu? 1 độ C ứng với 1,8 độ F nhé. Học rồi. Cứ 1 độ C thì nó ứng với 1,8 độ F. Trong phần lý thuyết cô có nói rồi đấy. Các bạn cần thì hãy xem lại, được chưa? Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Để tiếp tục đón xem các video mới thì các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé.
ủng hộ cô thì các bạn hãy nhớ chia sẻ và giới thiệu các bạn kèm cùng vào xem kênh của cô Hạnh các bạn nhé. Mặc dù là kênh của cô thì có thể là sẽ ra chậm hơn một số kênh ở trên YouTube, bởi vì là cái thời gian của cô dành cho cái việc dạy để up lên YouTube này là không có nhiều ấy. Tuy nhiên là cô vẫn mong muốn là các bạn đừng có quên cô các bạn nhé. Đấy, hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.